Diễn ra trong hai ngày 18-19 tháng 7, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Nhi đồng 2 lần thứ 31 đã quy tụ sự tham dự của nhiều y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, cập nhật nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến liên quan lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em. Hội nghị có chủ đề Đổi mới và sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe trẻ em diễn ra với một phiên toàn thể và 12 phiên chuyên đề xoay quanh các chủ đề liên quan thận nội tiết, ung bướu huyết học, hô hấp, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, dinh dưỡng và dược vi sinh, điều dưỡng, ngoại nhi, hồi sức cấp cứu. Hơn 120 báo cáo khoa học đã được chia sẻ với các chuyên gia trong và ngoài nước. Tôi còn mời các chuyên gia nước ngoài như là điển hình là giáo sư Quy Minh Lai là một chuyên gia đầu ngành về siêu âm tim thai đến truyền đạt cái kinh nghiệm cũng như là kỹ kiến thức cho các bác sĩ tim mạch. Ngoài ra còn các là cập nhật các phương pháp chẩn đoán và tiếp cận điều trị mới với một số bệnh mà trước đây Việt Nam chưa có. Trải qua hơn 30 lần tổ chức, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Nhi đồng 2 là sự kiện thường niên của bệnh viện, tạo điều kiện để các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên y tế trên toàn quốc có cơ hội giao lưu, hợp tác và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.